Lời đầu tiên là Thuận xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay là Thuận xin chia sẻ vài lời cũng như là vài lời tâm sự đến những anh em mà đi đánh chim sẻ bằng keo làm kinh tế, với lại những anh em mà đánh bằng lưới cũng được nha anh em. Thì mình đánh nghề chim sẻ này á, mình đánh quan trọng nhất là mình phải kiên nhẫn, với lại nhẫn nại, mình đánh mình không được hấp tấp. Thì cái vấn đề mình muốn cho nó ok á, là mình phải sắm những đồ đạc cho nó hiệu quả, như là keo, rồi cần, rồi tiến. Nhưng mà quan trọng nhất là anh em phải biết cách quấn keo sao, đừng để cho nó bị sần, bị chảy đồ này nọ nha anh em. Những cái vấn đề đó nó cũng quan trọng lắm. Xong rồi đến vấn đề là anh em phải có cái tiến. Cái tiến phải là tiến hay, tiến chuẩn. Chứ anh em đao những tiếng trên mạng xuống thì mình đánh cũng được, nhưng mà những tiếng đó người ta làm rất là nhiều nha anh em, nên mình đánh nó sẽ không có hiệu quả. Thì bên Thuận chuyên cung cấp những cái file tiếng chim sẻ, những tiếng mới, tiếng chuẩn theo mùa, theo vụ nha anh em. Thì mỗi vụ, mỗi đợt, mỗi mùa tiếng nó khác nhau nha anh em. Ví dụ như mùa chim con mình đánh tiếng nào cho hiệu quả, rồi mùa chim già, chim sinh sản mình phải đánh tiếng nào. Rồi mình đánh một thời gian mình phải đổi qua tiếng khác, chứ không có đánh thì một tiếng đánh đi đánh lại hoài được anh em. Thì bên Thuận có tất cả những cái tiếng, thì Thuận tràn vô cái clip này để chia sẻ cho anh em. Thì clip này chỉ là minh họa thôi nha anh em. Những clip này là Thuận đi bẫy rồi Thuận vui, Thuận quay lại rồi về lồng tiếng chim đồ vô để đăng lên cho anh em tham khảo. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của Thuận, thì Thuận sẽ tư vấn cho anh em, cũng như bán cho anh em cái file gốc, file chuẩn là không có bị chèn nhạc vô. Đồng thời là Thuận sẽ chỉ và chia sẻ những kinh nghiệm cho anh em làm cho nó hiệu quả. Rồi Thuận xin chào tất cả anh em nha. Anh em đăng ký kênh Săn Bẫy để ủng hộ cho Thuận. Thuận cảm ơn anh em rất nhiều. Thuận chào anh em. Cũng rất là ok.
Thuận chỉ nhận cách ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like.